Eo ơi, bé tèo 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 thế này á. Vâng, đúng rồi, đó chính là chiếc loa JBL Go 3. Và khi nói đến công nghệ âm thanh thì không thể nào bỏ qua nhà sản xuất này đúng không? Hai, nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Hãy cùng Thảo Xanh xem hết video ngày hôm nay tại Dis Channel để xem chiếc loa này có làm nên trò trống gì hay không. Trên tay của Thảo Sang ấy đang là phiên bản màu đen. Ngay bây giờ mở hộp luôn nha. Rồi bắt đầu thôi, mình sẽ mở chiếc hộp này ra. Đầu tiên thì phải bóc tem của nó thôi. Eo ơi, đây tèn tem sản phẩm của chúng ta đây. À, phía sau của nó là cái cổng này, dây cắm sạc và sách hướng dẫn sử dụng. Cái này mình để qua một bên. Và đây là nhân vật chính đây. Rồi các bạn có thể thấy là mặt trước của nó là logo thương hiệu này JBL, phía trên là cái dãy nút play và âm lượng lớn nhỏ. Kế tiếp bên hông này là, như các bạn có thể thấy là khởi động này cũng như là Bluetooth. Rồi đương nhiên bên này mình thấy rất là ok khi mà nó có cái quai xỏ ngón như thế này nè, đi đâu cũng tiện hết trơn á. À, và kế bên nó có một cái đây, cái cổng sạc. Và bên hông của nó nè có những cái đường kẻ sọc như thế này, mình thấy rất là ok luôn. Có nghĩa là khi mà mình sử dụng, mình để trên bàn ấy hay ghế thì cái loa này khi mà mình mở âm lượng to nhất ấy thì nó sẽ không bị rung mà di chuyển chiếc loa này. Tóm lại về thiết kế mình rất là thích luôn. Các bạn có thể thấy là nó vừa lòng bàn tay của mình, rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Cái quai này thì mình có thể đây cầm như thế này đung đưa. Túi nhỏ thì mình vẫn có thể đựng được. Vậy thì công nghệ của nó như thế nào đây? Chiếc loa này với công nghệ Bluetooth 5.1 bắt sóng điện thoại nhanh hơn và tốt hơn nhờ tính năng xoay hướng và chết định vị. Và với tầm phân khúc giá thì mình thấy rằng đây là một chiếc loa khá là xịn sò khi mà sở hữu ba công nghệ hiện đại, đó chính là chống nước chuẩn IP67 này. Bên cạnh đó là cổng USB Type-C giúp cho mình có thể sạc nhanh hơn. Và nhà sản xuất thì cũng đã công bố rồi, dung lượng pin của chiếc loa này thì mình có thể sử dụng liên tục, đó chính là 5 giờ. Và cái đó là nhà sản xuất công bố thôi. Còn khi mà mình sử dụng thực tế ấy, khi mà mình mở âm lượng mức cao nhất và sử dụng liên tục thì nó không tới 5 giờ đâu nè. Mà nãy giờ mình chỉ nói với các bạn là nhà sản xuất công bố là sử dụng liên tục 5 tiếng thôi đúng không? Mà mình quên nói mất là dung lượng pin của nó là 730 mAh. Và với công nghệ sạc nhanh thì các bạn sẽ sạc đầy khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng. Còn về chất âm của nó thì mình thấy khá là ok khi mà chất lượng âm thanh khá là sống động. Mình thì mình cũng đã thử qua ở trong phòng và ở ngoài trời. Đương nhiên là ở trong phòng thì luôn luôn âm bass nghe vẫn xịn hơn rất là nhiều khi mà mình nghe những cái bản chiêu rồi sụp sình các kiểu. Nhưng mà khi ra ngoài ấy, thì với một cái chiếc loa nhỏ xíu như thế này nè, thật ra mình thấy nó rất là ok khi mà nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu nghe nhạc của mình. Âm bass ở ngoài trời thì vẫn nghe rất là sống động và nó không có bị rè khi mà mình mở âm lượng kiểu to nhất. Và điều mà mình thích nhất ở chiếc loa này đó, đó chính là nó có thể phát trực tiếp không dây từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị hỗ trợ Bluetooth nào khác. Và các bạn đừng quên là từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 12 khi mà các bạn sở hữu loa thì các bạn sẽ nhận ngay một bộ ưu đãi cực kỳ hấp dẫn trị giá lên đến 350.000 đồng. Đó là gì? Đó chính là một tai nghe JBL C150SL, kèm theo đó là một túi đeo chéo JBL. Và chiếc loa này thì có hẳn 8 màu cho các bạn dễ dàng lựa chọn. À, Mở Di Động Việt ấy đang có mức giá tốt nhất. Vì vậy là bạn nào mà chưa sở hữu chiếc loa này thì ngay bây giờ hãy nhanh chân đến các chi nhánh của Di Động Việt để mình sở hữu một con loa xịn sò như thế này nha. Bây giờ thì nhớ like, share cũng như nhấn nút theo dõi mình và Dis Channel. Bye bye.